Hồ Minh Như số với danh 35 qua bài hát Mùa Hoa Đào. Đào rơi lúng bồi hồi trong nhà, bởi giọng nói ngọt ngào ép cánh đào tơ. Tôi mơ màng dệt mộng vào thơ, kẻ bắt người Nam đâu ngờ thành ngô. Hà Nội tôi yêu nâng niu từng con phố, gom góp vào lòng kỷ niệm mới vừa. Trân trọng cảm ơn phần dự thi của thí sinh Hồ Minh Như. Và liên tục là phần dự thi của thí sinh Trần Thị Thanh Tuyền số với danh 33 qua bài hát Lá Trầu Xanh. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Trần Thị Thanh Tuyền. Và tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Phước Diện số báo danh 60 qua bài hát Em đi chùa Hương. Chừng em đi đôi cũ cao cao, đường đi quá đông rộng, mọi người ngắm nhìn em, hẹn hồn em không nói Nam Mô A Di Đà, hẹn hồn em không nói Nam Mô chờ tôi đi duyên dáng làm sao mái tóc của em gió lùa phất phới quyện mù sương in mặt nước sông đây. Cơn dòng sông bạc là ngất mây trời, khuya đêm nay thuyền trên bến đời để sáng mai này cùng rảy hỏi chùa tạo em chân in mặt nước trong xanh dốc dáng kiêu sai đều nét trang đầy ta bỗng khát thèm hương vị chén men cay giữa một chiều tinh thảo trên sông nước. Bên mẹ liêm diêm đôi mắt khẽ thì thầm nếm tiếng Nam Mô. Tôi cứ nhìn hoài làm em ngại quá đi thôi, giả đò túi xuống màn thuyền trên sông nước. Có phải nợ tiền trắng xin Phật trời nhó phước cho sau này hai đứa được tròn duyên. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Nguyễn Phước Diện. Xin mời thí sinh Trần Thị Huỳnh Như số báo danh 74, bài hát Đêm Quan Họ. này mình phải xa nhau để nước sông thương cứ chảy vào thương nhớ. Huỳnh Như ơi, hôm nay sức khỏe của em sao vậy? Anh nhớ năm trước em thi thì anh cũng ấn tượng về em, về giọng ca của em rất là tốt. Mà không hiểu sao năm nay là anh thấy là giọng em không được ổn. Dạ đúng rồi. Vì sao? Vì sức khỏe hay vì sao? Dạ em cũng không biết nữa, có thể là do tâm lý, cái giọng em hơi yếu hôm nay luôn. Dạ. Cho nên là em khi mà đi thi phải chuẩn bị về sức khỏe và tâm lý rất là tốt, phải vững mới thi được. Năm nay thì bài thi của em là từ đầu cho tới cuối đều bị rung và không có tới giây. Thì mình nên xem lại, và anh nhắc là một lần nữa là phải thi, phải chuẩn bị tâm lý và sức khỏe, mình có thể mới hoàn thành tốt bài thi của mình được. Anh thấy sức khỏe em nếu mà giọng không ổn thì phải đi khám nha. Rồi. Dạ rồi, xin cảm ơn anh ạ. Và liên tục là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Toàn Huynh, số báo danh 40, qua bài hát Cung đàn tâm sự. Lòng dạt dào nhớ thương người ơi. Đường đời đôi mình không cùng chung lối, mấy giây đau đồng nào ai so thấu những tâm tư. Phải chẳng mấy cũng ngu hoài mà đường chẳng có mong gần nhau. Thương ai nhớ ai phương trời ngồi lặng nhìn lá thu vàng rơi. Hãy mình vẫn ngồi nhìn lá rụng để sân. Có phải chăng tiếng đàn kia là tiếng gọi kẻ lý hương, hay tiếng kêu sương của chiếc nhạc xa bầy bắn mấy cung đàn để quay vòng ai đây? Hay chỉ trách mình ngồi thương mấy rồi mà lòng vẫn nặng niềm đau. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Nguyễn Toàn Huynh và liên tục là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Đông Phương. Số báo danh 67, bài hát Thương Quá Mẹ Ơi. Đường con đi ngài trở về quê hương, sao thấy tê trong lòng nghe xôn xao. Gà chưa gái nghe u buồn miên mang dòng nước quê nghèo em đã. Tình quê hơn 20 năm xa quê hương, chắc chứa trong con một nỗi niềm nhớ thương vô hạn. Nay trở về đây ruột gan đại đoan, nghe gà tiếng gái như lẽ bà xa. Lá vàng tươi non, tóc mắt đỏ quanh gió thoảng rì rào. Cảnh vật quê hương mình ôi thơ bỗng làm sao, giếng nước mẹ đào vẫn ngọt ngào trong vắt. chuồng tôi, mẹ đỡ con đi dăng câu bắt cá. Mỗi trận mưa tuôn suốt đêm tầm tà, bên ngọn đèn dầu chỉ có mẹ và con. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Nguyễn Đông Phương. Và tiếp theo sẽ là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Văn Tuấn, số danh 77, bài hát Dòng sông quê em. Đổi tay dòng đuôi váp đi rồi nay đuổi mỹ xâm lăng đi đời vàng sông càng xanh trong vẫn đi đời vàng sông càng xanh trong. Sống nhỏ trong lòng dòng nước trắng trong soi ánh trăng rằm mấy mươi năm sống cùng ta ra trần là bấy nhiêu lần trở nặng chi sánh quê hương lớn tiếng bom dầm pháo rồi nắng dài mưa dầu mối tình mẹ dắt chiêu dòng sông tôi yêu trở nhiều nhung nhớ nâng giặc toàn dân qua dàn cỏ đông bỗng nhớ về Tân Trồ hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương mân mát đau thương càng cao giọng mang cài đắng ăn nồng nhẫn tôm nhát tình em. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Nguyễn Văn Tuấn và liên tục là phần dự thi